Thì các bạn trong khi chờ đợi cái này để nó đủ nhiệt độ cho con à, đủ thời gian cho con sen nó chết. Thì nhiều khi làm video thì nhiều bạn cũng hỏi cây hoặc như thế nào. Thì hôm nay tôi cũng chỉ đưa hai cái thôi, một là cái chậu này. Đấy các bạn, chậu này thì nó được gần 1 ga, thân thì nù. Hoa thì không biết có như có kỳ. Cái này hôm trước tôi đưa 200 nhưng mà không bạn nào sưu tầm thì hôm nay là để 150, tức là vẫn đang trong cái giai đoạn mình góp một tí để ủng hộ đấy. Hôm qua tôi bán ủng hộ thì cũng được khoảng hơn 1 triệu một tí, thì cũng đang định tìm chỗ để gửi ủng hộ lũ lụt, và cũng giữ một ít lại để quá trình mình đi làm video YouTube đến các vùng sâu vùng xa, gặp các gia đình để mình ủng hộ. Đấy thì cái chậu số 1 này là 150.000. Các bạn thấy cây của nó cũng rất là mập, thì tùy thôi các bạn. Cái này thì rẻ, nó nên đầy thôi. Tôi cũng mới trồng thôi chứ không phải lâu. Đấy hình 1 150.000. Còn cái hình 2 này tôi đưa hai cây này. Thân vàng đấy, để tôi quay đi. Cây này thì khoảng 30 cm. Đấy, và một con kiến đây. Con kiến cũng khá là nù. Đây đây tôi quay. Hàng bóc rừng. Chưa biết một hoa, còn cây này thì thân nó cũng vàng các bạn. Thì hai cái này là hình 2 là 250.000, thì hôm nay tôi cũng chỉ đưa hai cái thôi. Bởi vì chiều nay còn phải đóng một số cái để gửi cho các bạn mà hôm qua là đã đấu giá, thì tôi đấu giá lan rừng rất rẻ thôi, thì tôi đóng lát nữa tôi đóng xong rồi chiều tôi gửi. Bởi vì cũng rất cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh Hoàng Việt TV1. Về tình cảm thì không thể mua được bằng tiền, thì tôi cũng chỉ biết nói thế thôi. Rất cảm ơn các bạn. Các bạn thân mến, thì tôi có một cái giò, tức là dạo này nó vừa mưa này, ẩm này, nhưng mà ẩm này sên nó lên rất nhiều. Các bạn thấy tôi có một cái giò này, tôi gọi là cây chín phỏm. Chín phỏm là do mấy bạn mà mua cái bản tin chín mà trả lại đấy. Tôi thì có cây tái phỏm này, cây hoàn phỏm này, các cây loại phỏm. Như riêng cây này của tôi là cây chín phỏm đấy các bạn, nhưng mà nó bị sên ăn này các bạn này. Cây này thân nó khá là đẹp, sên ăn này, sên ăn là ăn cái diệp nục của cái lá thôi đấy. Mà tôi bỏ rêu đây cho nó lên, đây nó có cây gì mà kiến này. Tôi không bắt được con sên mấy ngày nay rồi. Đấy nó ăn cả phía đằng trước, phía đằng sau này. Đấy các bạn thấy lá nó ăn này. Cái này ăn sên, nó cứ ăn cái diệp nục nó tàng này. Nghĩa có con sên trong này nhưng mà chưa bắt được. Thì tôi cũng định sử dụng nước vôi. Đây các bạn. Chậu này tôi nước vôi như nước vôi quét tường nhà đấy. Tôi ngoáng đây đập. Thì tôi sẽ nhúng cái chậu vào đây. Nước vôi đối với các cây nó vừa chống thối nhũn, vừa chống gì các côn trùng đấy. Nhưng mà nếu mà mình pha đặc quá thì xong mình phải tưới nước, còn nếu mình pha loãng loãng thì không có gì. Thì vôi nó là canxi chắc là cũng lớn cho cây. Đấy các bạn, thì tôi làm cái gì thì tôi biết thì tôi cứ chia sẻ thế thôi. Các bạn nào cảm thấy mà cũng có ý nghĩa trong trồng na này, hoặc trong cuộc sống hàng ngày, hoặc trong trò chuyện để hiểu nhau và có thể là cười. Đấy thì cây này bây giờ tôi phải phải buộc cái này lên. À rồi, bây giờ tôi nhúng vào đây cả lá. À, thôi không, bây tôi buộc lên. Đấy các bạn, để tôi buộc cái thân lên đây đã. Đấy, cái này nó dài dài thì mình cứ buộc vào đây thôi. Tôi trồng lan thì cũng rất đơn giản, mà mình cũng chả phải cầu kỳ, mình cứ trồng theo mình thấy là nó ổn thì mình trồng. Tất nhiên các nhà vườn người ta theo kỹ sư nông nghiệp này, các kỹ sư về cây trồng thì người ta ấy, nhưng mà tôi thì cứ dân dã. Đây các bạn thấy lá sên nó ăn hết này, mà tôi chưa bắt con sên. Bây giờ tôi nhúng nước vôi xem nó có chết không. Đấy thì các bạn, thì dạo này mưa không sưu tầm được lan rừng, thì tức là lan bóc rừng, giả hạ bóc rừng hoặc là một số cây. Đấy các bạn, tôi buộc lên này. Còn lúc nào sưu tầm được thì mình cũng cứ chia sẻ. Tất nhiên là người bà con bây giờ đi rừng trời mưa. Đấy tôi cứ nhúng cho nó ngập đây. Chưa ngập được, khả năng tôi phải cho thêm nước. Mà
thì các bạn thấy mà cảm thấy có ý nghĩa trong cuộc sống thì các bạn cũng ủng hộ kênh Hoàng Việt TV1. Hôm qua tôi phát trực tiếp chia sẻ một số cái ý kiến của con tum để ủng hộ lũ lụt, nhưng mà chắc cũng được khoảng 1 triệu, nhưng mà tôi định liên hệ với bác Trần Tuấn cái gì đấy Tầm Lan đấy, nhưng mà chưa liên hệ được thì mình gửi qua đấy, cái tôi cũng không xuống về gửi cái tiền ủng hộ mà gửi qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì bình thường mình gửi như đợt trước tôi gửi Covid ấy thì người ta cũng không thấy nhắn tin, nghĩa là đã nhận được ấy, mình không biết là có đến bà con đồng bào không. Mình muốn là cái số tiền mình ủng hộ nó ít ỏi thôi, nhưng mà nó phải đến được tay người cần được ủng hộ. Thôi tôi nói thế rồi chắc cũng không động chạm vào ai. Đây để tôi cho cái này vào đây, về tôi phải ngâm nước xem con sên nó cứ chết không. Đây là các bạn thấy này, sên nó ăn lá này. Đấy. Cái lá đây nó ăn tàng, lá đây ăn tàng mà nó còn hình như nó gặm gặm xuống chỗ đâu đây. Đây này. Các bạn này. Con sên này nhỏ không to, nó gặm gặm diềm đục đây. Ăn tàng lá này nó chán sang cái lá đây. Đấy, cây này thì các bạn thấy cũng khá là đẹp. Đây tôi trồng 2 cây chứ không phải 1 cây. Thì những cây gãy rậm ngày xưa mặc dù nó to này, nhưng mà tôi trồng cây này, tôi trồng hồi tháng 7. Thì hoa này thì đã nở trong rừng. Như các bạn thấy thân của nó khá là đẹp này. Đấy, bây giờ các bạn xem tôi xử lý sên chả biết có được không. Thì một số bạn nói là bả sên mà siếc, nhưng mà hoặc là thuốc gì đấy, nhưng mà tôi cũng chưa biết, thôi mình cứ theo mực mà mình bật thôi. Ngâm đây chắc con sên chắc cũng chết. Tôi ngâm vài phút không có gì. Đấy, cho nó chìm chìm cái chậu đó. Đấy các bạn. Mình cứ để cho chắc chắn là chậu chìm nó. Thì sên hay là gì đấy chắc cũng phải ra đi. Tôi cây thế nào ở đấy có cái chỗ dựa. Đấy thì các bạn, thì tôi ngâm cũng mấy phút thôi. Sên thì nó không thể bò như thế nhanh được. Còn nước vôi này vì mấy bữa nay là nó mưa nhiều thì chắc là nước vôi tôi sẽ cho vào cái máy xịt này, xe máy cho tôi xịt lên cho nó. Đấy, vì phun thuốc nhiều thì tôi cũng sợ là phun thuốc. Đấy các bạn thấy chưa, không khí nó trong cái đấy nó vẫn vẫn nổi này, nó bập 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 này. Đấy. Còn đây còn mấy con kiến chạy đây. Đấy các bạn. Còn đây tôi trồng mấy cái cây gọi là tam thất tam mà đợt trước hoa Tết nó rất đẹp ấy, mà nó lên rất là tốt. Các bạn cũng thấy không? Cái đợt mà Tết tôi cái củ nó tròn 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 mà người ta nói thế thì tôi cũng không biết. Đấy thì làm video thì cứ tiện thể thì cũng cứ quay các bạn cùng chiêm ngưỡng. Đây này, các bạn thấy, nhưng mà đây tôi trồng cả hạt đỉnh nâu này. Hạt đỉnh nâu của vùng Đắc Cui Kon Tum ấy. Thế nhưng một cái bụi nhỏ nhỏ này thì nếu bạn nào sưu tầm thì cứ 50.000 một bụi thôi ấy. Cái này 50, cái này 50, đây, bên đây này. Đây. Cái đây hơi to 50. Thì mình cũng cứ bạn nào sưu tầm, còn đây là cái loại tam thất nam chả biết là tôi cũng không hiểu nó tác dụng gì. Ôi giời, nó đổ, đổ. Thôi kệ đi. Mình vẫy nước vôi lên kiếm chết hết rồi. Thử mình cứ ngâm một lúc. Video này tôi làm đến đây là kết thúc. Và bạn nào sưu tầm thì có 2 cái đơn tôi để trên phía đầu video. Thì video tạm dừng đây. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.